Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy hôm 30 tháng 5 bày tỏ tin tưởng thỏa thuận ngăn nước Mỹ vỡ nợ sẽ được các nghị sĩ thông qua kịp thời, Bloomberg đưa tin. Ông McCarthy cũng bác bỏ những lời kêu gọi lật đổ ông khỏi vị trí chủ tịch Hạ viện từ phe cứng rắn trong đảng. Những nghị sĩ bảo thủ, diều hâu, cho rằng ông McCarthy đã nhượng bộ quá nhiều cho phe dân chủ. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jan Bishop tuyên bố sẽ yêu cầu Hạ viện Mỹ bỏ phiếu về việc bãi nhiệm ông McCarthy khỏi ghế chủ tịch. Theo ông Bishop, thỏa thuận đã nhượng bộ quá nhiều cho phe dân chủ. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Chip Roy cam kết tính sổ với ông McCarthy. Bloomberg đánh giá có ít nhất 17 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống thỏa thuận. Phe bảo thủ mong muốn giới hành pháp Mỹ cắt giảm chi tiêu liên bang mạnh mẽ hơn nữa. Bất cứ thành viên nào của Hạ viện Mỹ đều có thể yêu cầu bỏ phiếu bãi nhiệm chủ tịch. Ông McCarthy sẽ mất ghế chủ tịch Hạ viện nếu có hơn 50% nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý bãi nhiệm. Không, vị chủ tịch Hạ viện Mỹ nói khi được hỏi liệu ông có lo ngại mất chức hay không. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận nâng trần nợ công dự kiến được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ vào ngày 31 tháng 5. Nghị sĩ Tom Emmer, quan chức có nhiệm vụ theo dõi các lá phiếu của các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện, đang cố gắng ngăn con số này tăng lên. Về phần mình, lãnh đạo phe dân chủ thiểu số ở Hạ viện Hakeem Jeffries cũng bày tỏ tin tưởng Hạ viện Mỹ sẽ thông qua thỏa thuận. Ông Jeffries không nói rõ số lượng nghị sĩ dân chủ ủng hộ thỏa thuận nhưng cho biết ông là một trong số những người ủng hộ. Chúng ta sẽ đảm bảo rằng đất nước không vỡ nợ, ông nói. Chúng tôi sẽ đưa dự luật này về đích trong ngày mai. Trong khi đó, phe cấp tiến trong đảng Dân Chủ không hài lòng với thỏa thuận. Bà Pramila Jayapal, chủ tịch nhóm nghị sĩ cấp tiến trong Hạ viện Mỹ, cho biết đa số thành viên trong nhóm này không ủng hộ việc các chương trình chi tiêu của chính phủ bị cắt giảm ngân sách. Theo Zing News, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.